tiểu thuyết Đèn không hắt bóng, tác giả Watanabe Junichi, người dịch Cao Xuân Hạo, người đọc Trân Châu. Xa lắm. Không sao, em muốn đi bộ xa xa một chút, Noriko cãi. Cô ngửa mặt lên đón lấy những bông tuyết trên đôi má ấm áp của cô. Những bông tuyết ấy tan đi, biến thành những giọt nước và chảy xuống cổ. Tuyết, tuyết, đâu đâu cũng tuyết. Trên bầu trời, trong không khí, trên mặt đất, tuyết tràn đầy cả thế gian, phủ kín nó lại. Cách bốn bước đã không trông thấy gì, người qua lại chỉ là những cái bóng mờ mờ. Họ đã đi qua Minami Ishizio và bước ra một đại lộ rộng rãi. Hai bên đường mở ra những cái khung đen của cửa sổ nhà hàng, quán bar và hiệu ăn. Ánh đèn của những chiếc xe đi qua trượt dài trên tuyết. Lạc đà có một cây cây bên vệ đường hay là một tấm cửa xếp của một nhà hàng vẽ thành một vệt tối, còn lại là dương quốc trắng của tuyết. Noriko nép vào người Naoe, đút tay vào túi áo măng tô của anh. Họ trôi dạt trên đại dương của tuyết, và màn tuyết đang rơi xuống tách họ ra khỏi thế gian, khỏi những đường phố, những ngôi nhà, những dãy núi mà hôm qua họ đã bay qua, khỏi cái sân bay vắng vẻ. Tuyết dày quá, thế này mà mai mình vẫn đi chơi hồ sao? Em đừng sợ. Naoe siết tay Noriko. Em không sợ đâu. Noriko hoàn toàn phó thác mình cho Naoe. Xa xa có một cái gì sáng hẳn lên, tưởng chừng như chỉ có ở đấy mới giữ được sự sống. Đi được mấy thước, họ bỗng thấy mình đứng trước thềm khách sạn. Sau khi rủ hết tuyết, họ bước vào một thế giới khác, thế giới của hơi ấm và ánh sáng. Trên thang máy, những bông tuyết còn bám vào họ, tan hẳn. Em mệt không? Không. Ta xuống ba nhé. Noriko ưng thuận, tuy cô chẳng muốn đi đâu. Thời tiết này ở lại như Naoe trong phòng dễ chịu hơn nhiều. Như đọc được ý nghĩ của cô, Naoe ngã lưng xuống giường, có lẽ ngủ thì hơn. Noriko chợt nhớ ra rằng ban chiều, cô định nói cái gì đó với Naoe, nhưng cảm thấy hai tay anh ôm lấy mình, cô lại quên hết mọi sự trên đời. Sáng hôm sau họ ăn sáng ở phòng ăn ở khách sạn. Sau đó họ ghé vào cửa hàng tạp hóa và đến 2 giờ thì lên taxi ra khỏi thành phố. Tuyết lấp lánh dưới ánh nắng, chói cả mắt. Xe họ đi qua phi cảng Titose và rẽ về phía hồ Shikosu. Noriko kinh ngạc, con đường này thẳng tắp như mũi tên, hai bên chạy dài những đống tuyết cao. Đêm qua cô đã trông thấy trong giấc mơ, bên phải và bên trái đều là rừng, toàn những cây lớn, những cây thông, những cây tùng. Giữa cái quang mạc trắng xóa, màu xanh của rừng cây thật vui mắt. Họ dừng lại ở một khách sạn xây trên đỉnh một ngọn đồi không cao lắm. Đứng bên cửa sổ có thể bao quát được một cảnh đẹp tuyệt vời. Qua đám cành trụi lá của những cây sồi, những cây bạch dương, những cây phong, có thể trông thấy mặt hồ màu sẫm, lặng ngắt trong khí lạnh mùa đông. Một cô hầu phòng bước vào, dùng vỏ bạch dương nhóm lò sưởi lên, ngọn lửa chập chờn nhảy múa. Mấy suất củi lớn đỏ rực phát ra những tiếng nổ lách tách tươi vui. Sắp tối rồi, Noriko thở dài. Xuống hồ đi lối nào? Naoe hỏi cô hầu phòng. Xuống dốc rồi rẽ bên phải. Cô ta vừa giảng giải và ném thêm vào lò mấy suất củi nữa. Lối đi xuống hồ là một con đường mòn hẹp. Naoe và Noriko đi xuống đồi và ra bờ hồ. Nhìn gần, hồ khác hẳn lúc đứng bên cửa sổ khách sạn nhìn ra. Mặt hồ gợn lên những làn sóng lăn tăn, trông như là bằng chì, mờ mờ ánh lên. Hồ này có một nguồn gốc quả diễm sơn. Xưa kia địa chấn đã làm hình thành một cái cực sâu và nước đã tràn đầy cái vực ấy. Xung quanh chen chúc những ngọn núi cao, đây đó trên những sườn dốc đứng, mấy khóm thông vẽ thành những vệt tối sẫm. Xa xa kia là ngọn núi lửa Tarumae, còn kia là ngọn Fushubushi. Naoe giảng giải chốc chốc lại lắc đầu cho những món tóc bị gió thổi rủ xuống trán khỏi vướng. Noriko nhìn theo hướng Naoe chỉ. Bên trái ngọn núi lửa Tarumae uy nghiêm dương cao lên lên trời, đỉnh núi bốc khói, phía đối diện là hòn núi đá Fushubushi trơ trọi dựng thành một khối đen ngòm. Những ngọn núi này ở tận xa, bên kia bờ hồ, vần tà dương đã khuất dần sau những ngọn núi ấy, nhuộm bầu trời thành màu huyết vũ. Hai người đi trên con đường mòn dẫn xuống bến, cách đấy khoảng 20 thước, cây khách sạn nhỏ đứng lẻ loi một mình. Hôm nay đã có người đi xuống bờ hồ, trên tuyết còn lại một chuỗi dài, những vết giày đi xuống cho đến mép nước thì hết. Không thấy bóng dáng một sinh linh nào, Noriko nói thì thầm. Một ngọn gió giá băng vật vờ thổi trên mặt hồ, hai con người nhỏ bé đứng trên bờ nhìn xuống vực thẳm giá lạnh, im lìm, bất động, chỉ có gió thổi vào mặt rát bóng. Ở đây ảm đạm quá, Noriko rùng mình, cô mường tượng như có một cái gì chuyển động.
Không, đó chỉ là tiếng ngân của im lặng. Hồ rất sâu và rất đáng sợ, nhất là khi có bão, Naoe nói. Mà nước bây giờ chắc lạnh như băng. Trước kia ở đây đã có mấy lần có người chết đuối, nhưng chưa bao giờ có ai trông thấy xác họ nổi lên. Tại sao? Thở trước khi hình thành vực thẳm, lớp đất đã sụp xuống đáy cùng với cây cối. Như vậy tức là đáy hồ có cả một rừng cây. Đúng, cái xác chìm xuống, vướng vào các cành cây nên không thể nổi lên được nữa. Thế thì người ta chưa tìm được người nào cả. Chưa. Như một nỗi kinh hoàng không sao hiểu được, Noriko nhìn đăm đăm xuống mặt hồ, gợn sóng lăn tăn. Nước hồ này phủ lên bao nhiêu người. Ở một nơi nào đó dưới đáy hồ kia có những thây ma sữa nát ghê sợ. Em sợ, Noriko giấu mặt vào ngực Naoe. Cô cảm thấy hồ nước đang gọi cô, thu hút cô. Không, đừng nhìn hồ nữa còn hơn. Ta đi đi anh. Naoe gật đầu, nhưng mắt anh vẫn không sao rứt ra khỏi mặt hồ. Bỗng phía sau có tiếng sao xác. Noriko nhìn lại và trông thấy một đàn quạ rất đông bay từ khu rừng về phía núi Fusubushi. Đàn quạ nhỏ dần rồi thu lại thành một chấm đen và mất hút trong những tảng đá mà ánh tà dương đã nhuộm thành màu quyết dụ. Noriko và Noe đưa mắt nhìn nhau và không nói nửa lời cùng quay về. Về đến khách sạn, họ ngồi xuống ăn bữa tối. Đêm đã xuống hẳn. Ngoài cửa sổ, sân khách sạn hiện lên mờ mờ và bên kia sân là một vùng bóng tối vô biên, không trông thấy hồ. Naoe nhìn Noriko. Em sao thế? Không, ta uống tí rượu nhé. Má em nóng quá. Noriko áp hai lòng bàn tay lên mặt. Naoe lặng lẽ uống sake, rồi với một vẻ mặt buồn buồn rất lạ, anh nhìn Noriko. Mai em về chứ? Anh hỏi. Thế thì sao à? Có cần không? Từ ngày mai anh sẽ ở nhà mẹ. Phải, đúng đấy. Quả đúng như vậy chứ chẳng lẽ lại ở mãi đây, trên đảo Hokkaido này. Naoe đã gọi và Noriko đã đi theo anh. Vậy thì kế theo phải làm đúng như anh nói. Dĩ nhiên anh ấy cần ở lại nhà ít hôm với mẹ. Vậy mai em sẽ về Tokyo. Ngày mai mới mùng 3, đến mùng 7 em mới phải làm việc. Còn lại 3 ngày, em về sớm mà nghỉ cho thật khỏe. Dân, dân, dĩ nhiên, tốt nhất mà anh đưa em đến cái nơi vắng vẻ này. Ồ, anh nói gì thế, em thích lắm mà. Em không quên chuyến đi này chứ? Không bao giờ. Naoe nhìn vào mắt Noriko. Tại sao trong khóe mắt của anh lại âu yếm đến như vậy? Tiên sinh, thế bao giờ anh về? Anh sẽ ở đây mấy ngày nữa. Chắc vừa rồi em làm phiền anh. Anh về với mẹ ít hôm đi. Naoe uống nốt ly sake và hỏi. Em không muốn nói gì với anh trước khi ra về sao? Em ấy à? Em. Nhưng chỉ ít hôm nữa. Noriko ngạc nhiên, không thể hiểu được. Chỉ mấy hôm nữa sẽ gặp nhau mà. Nếu em muốn nói gì thì nói bây giờ đi. Quả Noriko có một cái gì để nói. Đêm qua cô chưa nói được. Em định nói. Cái gì? Noriko cụp mắt xuống. Em đã có thai ư? Noriko im lặng gật đầu. Naoe mân mê cái chén trong tay một hồi lâu, rồi anh đốc một hơi cạn chén rượu. Em không đẻ nữa cũng được. Noriko cụp mắt xuống. Tại sao mình lại nói như vậy? Anh ấy đã trả lời gì đâu. Em không muốn ư? Thì gì? Noriko mở đầu, nhưng rồi nghẹn lại không biết nói tiếp như thế nào. Anh muốn em biết điều này, anh không có ý lấy vợ, không lấy ai cả. Nhưng nếu chúng mình sẽ có con thì anh sẽ làm cho em tất cả những gì anh có thể làm được. Vậy thì anh cho phép em sinh nó, anh muốn như thế. Thật ư, Noriko không sao trấn áp được niềm xúc cảm, đột nhiên làm cho cô rung bắn lên. Cô nhắm mắt lại, dù quá chẳng có gì xảy ra cả, nhưng không hiểu sao, nước mắt cứ trào ra trên má cô. Em đừng khóc. Naoe đến sát Noriko từ phía sau, âu yếm ôm lấy cô. Sao em lại khóc? Dễ mừng quá. Mấy ngón tay dài và mảnh của Naoe vuốt lên tóc cô. Noriko ngẩng lên, khuôn mặt đầm đìa nước mắt. Em xin anh một điều. Điều gì vậy? Xin anh đừng dùng ma túy nữa, được không anh? Bảy tá trưởng và ông bác sĩ trưởng đang nghi anh đấy. À ra em muốn nói chuyện ấy. Một nụ cười thoáng hiện lên trên gương mặt Naoe. Anh sẽ không dùng nữa nhé. Đừng nhé, anh sẽ không dùng nữa. Vẫn mỉm cười, Naoe nhìn vào bóng đêm ngoài cửa sổ. Chương 20. Trong 3 ngày Tết, Yutaro ở nhà như một ông chủ gia đình nề nếp. Quá tình, ông cũng luôn luôn có khách, khách từ hội lương y đến, khách trong hội đồng thị chính, bạn đồng nghiệp, khách nào Yutaro cũng mời rượu, cho nên ông cũng chẳng có thời giờ đâu mà buồn chán. Nhưng dù sao thì ông cũng hầu như không ra khỏi nhà, nếu không kể cuộc thăm viếng đến Meijinku là một bổn phận không thể sao nhãng, và một vài cuộc thăm viếng tới nhà một số nhân vật có thế lực trong hội đồng thị chính và hội lương y. Mãi đến ngày 4 tháng giêng mới không chuồn đi được. Sau khi nói với Risuko là ông muốn ghé bệnh viện xem công việc ra sao,
bệnh viện Orienta đã trở lại làm việc theo thời biểu bình thường. Tuy chưa phải là tất cả mọi người đều đã trở về bệnh viện, những người phải trực đêm giao thừa đều được nghỉ đến mùng 7 tháng Giêng. Sau khi đã nắm chắc rằng mọi việc đều chạy và các bệnh nhân về nhà ăn Tết đều đã trở vào bệnh viện, Yutaro chuẩn bị lên xe đi nơi khác. Về nhà, Nomura hỏi. Yutaro suy nghĩ một chút rồi nói, ta tạt vào đằng kia một chút. Cả hai người đều hiểu đằng kia có nghĩa là khu Ebisu. Chừng 20 phút sau, xe đổ trước nhà Mayumi. Cảm ơn, ra khỏi xe, Yutaro như thường lệ dúi cho Nomura một tờ 1.000 yên. Món tiền này không phải là ít, tiền đi taxi còn ít hơn nhiều. Nhưng Yutaro trả món này là để mua sự yên lặng. Ông sợ vợ ông hơn hết mọi thứ trên đời. Ghé đón tôi lúc 5 giờ nhé, Yutaro nói, mắt nhìn đồng hồ. Mayumi đang ngồi nhà, quán cà phê cô làm việc mở cửa từ ngày mùng 5. Nhưng mãi sau ngày mùng 7, các cô phục vụ cũng như các khách quen mới đến đông đủ và quán mới trở lại náo nhiệt như ngày thường. Mayumi ăn Tết với mẹ ở Tashikawa, nhưng đến mùng 3 tháng Giêng đã trở về nhà. Dĩ nhiên thỉnh thoảng cũng đến dẫn về nhà thăm cha mẹ, nhưng cũng chỉ có thể kiên nhẫn chịu được 2 ngày là cùng. Đến ngày thứ 3 thì chán đến tận gốc. Papa, em mong papa quá. Yutaro chưa kịp đóng cửa phòng lại thì Mayumi đã hót lên cổ ông. Thật không? Chứ còn sao, suốt 10 ngày không thấy mặt mũi đâu. Những lạc thú yêu đương chẳng mấy chốc đã làm cho Yutaro mệt nhừ. Ê papa, dậy đi, ngủ mãi thế à? Mayumi gọi giật giọng, chơi với papa chán bỏ sự. Yutaro quể quải nhổm dậy ngồi lên đi văn. Trời đẹp tuyệt, ánh nắng rực rỡ tràn vào ban công. Phải, tôi có chuyện muốn hỏi cô đây. Yutaro lấy đi thuốc lá. Cô có gặp Mikiko ấy à? Còn em thì cứ nghĩ bụng không biết papa sẽ nói sao đây. Mayumi cười khúc khích. Chẳng có gì mà cười cả. Cô gặp nó làm gì vậy? Hey, Mikiko chưa nói với papa à? Như thể không có chuyện gì xảy ra. Mayumi lấy ở trên bàn một miếng sô-cô-la bỏ vào mồm nhai. Chẳng có gì dính dáng đến papa cả. Sao lại không dính dáng? Con gái tôi mà lại gặp cô. Tôi nghe nói mà xích té xỉu luôn. Sao, bà Risiko cũng biết à? Không, Mai Phước lúc bấy giờ bà ấy không có nhà. Nhưng tôi thì phát điên lên được. Vậy Mikiko kể thế nào? Mayumi háo hức, nhích sát vào Yutaro. Ông đưa điếu thuốc lá lên miệng, đợi cho người ta quẹt diêm cho ông châm xong rồi mới nói. Ngày 30 tháng chạp tôi gọi nó vào phòng làm việc. Tôi bắt đầu nói chuyện nghiêm chỉnh với nó về chuyện chồng con, nhưng nó chỉ làm thinh. Mỗi người đều có quyền giữ kín những chuyện thuộc đời tư của mình. Tôi mới mắng nó, 5 tháng cứ qua đi mà mày không biết lo gì cả. Mày nghĩ đến cái gì thế? Thế là nó dặn lại ngay. Thế ba nghĩ gì khi ba hẹn hò với cô Mayumi? Chết cười nhỉ, tôi còn bụng dạ đâu mà cười. Tôi nghẹn họng không nói được nữa. Nhờ cô cả đấy, bây giờ nói chuyện với con ruột cũng không nói được nữa. Không sao nín được, Mayumi cười phá lên, đôi chân để trần khu li lịa. Không, cô phải trả lời cho tôi đi. Cô cần gặp nó để làm gì? Chứ em nói với nhau về bác sĩ Naoe. Cái gì? Yutaro dĩ nảy lên. Sao lại có cả Naoe vào đây? Nếu papa không biết thì em sẽ nói. Nào, nói đi. Con gái papa mê ông ta, tích thò lò. Mikiko ấy à, papa chậm hiểu quá, em đã nói với papa từ lâu mà. Ở đây có một cái gì không ổn. Nhìn Naoe hơn nó đến 20 tuổi. Thì đã sao? Em để chẳng hạn, em cũng thích những người đàn ông trạc tuổi Naoe. Chắc cô cũng mết ông ta rồi chứ gì. Ra có thể. Mayumi rút điếu thuốc lá trong miệng Yutaro, hít một hơi và thở khói ra thành một cái vòng tròn. Thôi được, nhưng tại sao cô lại kết luận rằng Mikiko yêu Naoe? Chính cô ta nói với em mà. Nó có quen em đâu. Thì có sao? Nó có đến đây à? Không, chưa. Thế nào, kể tiếp nhé. Thôi, đừng nhem thèm nữa. Thì papa có mua không nào? Mua cái gì? Cái áo lụa. Được, được, anh sẽ mua. Nào, có nói hay không thì bảo.